Vào khoảng 6 giờ sáng nay 28 tháng 8, hơn 2.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Cai đã tụ tập gây ách tắc giao thông trên đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hải Phòng. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đa phần các công nhân của công ty là nữ. Họ tụ tập trước cổng công ty để đòi quyền lợi, không có hành vi gây dối hay cản trở cơ quan chức năng. Vụ việc khiến đoạn đường từ ngã tư Hoàng Quốc Việt đi huyện An Lão bị kẹt cứng. Tất cả các phương tiện bị ùn tắc do không thể di chuyển qua công ty Cai Yang. Trước đó, hơn 2.000 công nhân của công ty Kayang đình công ngày 12 tháng 8 do công ty này nợ lương người lao động. Đến ngày 20 tháng 8, ban lãnh đạo mới do bà Jenny Ku điều hành chính thức thông báo người lao động tiếp tục trở lại làm việc và cam kết sẽ trả 50% lương cho công nhân với thời hạn đến ngày 24 tháng 8 năm 2019. Trả 50% số tiền còn lại vào hạn cuối là ngày 31 tháng 8 năm 2019 nhưng đến nay toàn bộ 2.350 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Cai tiếp tục ngừng việc do ban lãnh đạo mới của công ty đã tuyên bố rút lui sau khi hoạt động trở lại được đúng một tuần.